nghe thấy tiếng huyết gió, Phương Thiên Vân đưa mắt nhìn quanh một hồi, nhưng không thấy bóng người, không khỏi tức giận cười lạnh rồi tiếp tục bay về phía trước. Thân hình vừa động, đột nhiên, một tiếng cười the thé chói tai vang lên từ phía sau. Phương Thiên Vân giận mình, cảnh giác xoay người lại. Phía sau, một tên quái nhân áo đen, miệng nhọn, mắt chuột, lông mày rậm, mặt chim cầu, gầy trơ xương, tóc tai bù xù hiện ra. Tên này không chỉ xấu xí đáng sợ Mà đôi mắt còn phát ra ánh sáng xanh Ngoài khóe miệng nở nụ cười nham hiểm Nhìn hắn ta chẳng khác nào sắc sống Kinh khủng vô cùng Phương Thiên Vân chưa từng gặp kẻ nào kỳ quái như vậy Không khỏi dùng mình Vội vàng lùi lại mấy bước Tên quái nhân gầy cho xương kia Bỗng nhiên cười thè thẻ Thân hình lóe lên Áp sát Phương Thiên Vân Thấy đối phương thần pháp nhanh nhẹn kỳ lạ Phương Thiên Vân biến sắc lùi lại thêm mấy bước nữa thầm nghĩ tên này mặt xanh nanh vàng xấu xí vô cùng chắc chắn là yêu ma quỷ quái hung tàn độc ác còn chưa nghĩ xong tên quái nhân kia đã méo miệng nói giọng lạnh lùng tiểu tử người đến đây làm gì mau khai báo tên tuổi rồi chết đi giọng nói ngạo mạn rõ ràng là không coi phương thiên vân ra gì tuy có chút sợ hãi trước vẻ ngoài của hắn nhưng Phương Thiên Vân nghe hắn nói Muốn mình khai báo tên tuổi rồi chết Chàng không khỏi tức giận Hừ lạnh một tiếng nói Nhìn người ba phần giống người Bảy phần giống quỷ Vậy mà dám nói năng ngông cuồng Ta tuy là kẻ vô danh tiểu tốt Nhưng mà cũng không coi người ra gì đâu Gương mặt xanh sao của tên quái nhân Bỗng trở nên trắng bạch Mắt hắn lóe sáng xanh Cười lạnh Thiểu tử Người im miệng Người không tìm hiểu xem ta là ai hay sao Phương Thiên Vân cười nhạt <cười> Người là ai thì liên quan gì đến ta chứ Cùng lắm là tên sắc sống còn thoi thóp mà thôi Lời nói của hắn như gió lạnh Vừa dứt hơi Hắn lại khinh bỉ phi một tiếng Mắt tên quái nhân bỗng nhiên bắn ra tiên nhìn hung ác Hắn thè thè nói Thiệu tử Người chắc là chán sống rồi Dám vô lễ với câu hồn tư sĩ ta như vậy <laughs> Chắc là người muốn chết Vừa nói Tay không vùng Chân không bước Hắn ta như bóng mà Thoát cái Đã áp sát lại gần Phương Thiên Vân nghe hắn sừng danh hiệu Biết là mình đoán không sai Thấy đối phương quả nhiên giống như là xác sống Thẳng đơ tiến lại gần Trong lòng không khỏi kinh hãi Nhưng mà chàng vẫn thản nhiên nói Câu hồn cư sĩ Thì có gì mà ghê gớm Đừng có mà ra vẻ ta đầy trước mặt ta Người chỉ là kẻ tép dìu Ta không coi người ra gì Nói cho người biết Phương mẫu ta là người cứng cỏi Đừng nói là người Cho dù là minh ngục thần quân Hay là huyết ma yêu cơ Ta cũng không sợ đâu Hắn vốn là người nóng nảy ngang bướng Càng nói càng tức Chưa nói hết câu Mắt hắn đã bắn ra tiền nhìn sắc bén như kiếm Nhìn chằm chằm vào gương mặt xấu xí Của câu hồn cư sĩ Cầu hồn cư sĩ vốn là đồ đệ đắc ý nhất của Minh Ngục Thần Quân. Nghe vậy tức giận kêu lên một tiếng quái dị, hai mắt lóe sáng xanh quát lên: "Thằng nhãi, ngươi có mấy cái đầu mà dám khinh thường lão phù như vậy? Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, đến đây làm gì? Nếu không thành thật khai báo, ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thầy. Cầu hồn cư sĩ vốn là kẻ độc ác mưu mô, nghe Phương Thiên Vân nói những lời khinh thường, tuy tức giận nhưng cũng không khỏi kinh ngạc nên là muốn biết đối phương là ai rồi mới quyết định cách xử lý quả nhiên là cao thủ của minh ngục thần quân phương thiên vân nhướng mày lạnh lùng nói nói cho người biết ta cũng chỉ có một cái đầu người có bản lĩnh thì cứ đến đây mà lấy còn câu hỏi của người hừ, nói giả sẽ xỏa cho người chết khiếp đấy hắn hừ lạnh một tiếng nói tiếp ta đến đây chính là lấy cái mạng của người giọng nói sắc bén, còn lành lụng ngạo mạn hơn cả câu hồn cư sĩ. Câu hồn cư sĩ lang bạt giang hồ đã lâu, không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã chết dưới tay hắn. Không ngờ thằng nhóc trước mặt này lại dám ngông cuồng như vậy. Hắn không khỏi nổi sát tâm, quát lên. Tiểu tử, người dám vô lễ với tài như vậy. Nếu như mà không cho người nếm mùi đau khổ, hừ, chắc chắn ngươi không biết lão phu lợi hại như thế nào. Vừa dứt lời, hắn đã lao ra, hai chân đạp mạnh, mười ngón tay xè ra như quỷ dữ tấn công Phương Thiên Vân. Thế tấn công của hắn nhanh như chớp, kinh phong vù vù, mạnh mẽ vô cùng. Phương Thiên Vân thấy hắn tấn công nhanh đến mức hoa mắt, biết đối phương võ công cao cường, liền lướt người, thi triển thân pháp thần long toàn vụ tinh diệu né tránh. Câu hồn cư sĩ đánh hụt, liền liên tiếp tấn công, mười ngón tay như là vuốt quỷ co duỗi, tạo ra luồng trường lực xé gió gạo thép. Luồng kinh lực này như là gió lạnh từ trong hầm băng thổi ra, bao phủ phạm vi một trường xung quanh, tấn công vào các yếu huyệt trên người Phương Thiên Vân. Câu hồn cư sĩ độc ác vô cùng, thấy Phương Thiên Vân né tránh với thân pháp kỳ lạ, liền vận lục âm hàn công đánh ra một trường, muốn giết chết Phương Thiên Vân bằng hàn băng trường. Trường này của hắn ẩn chứa ba sát triều, chỉ cần đối phương né tránh, hắn sẽ liên tiếp tấn công những người chết dưới chiêu thức này của hắn không dưới trăm người thật sự là tàn nhẫn độc ác phương thiên vân thấy hắn lật hai trường hàn khí ập đến trong lòng giật mình không ngờ đối phương lại biến chiều nhanh như vậy hắn kinh ngạc đến mức động tác né tránh cũng chậm lại câu hồn cư sĩ ra tay chính là muốn lấy mạng phương thiên vân thấy hắn chậm lại tưởng rằng hắn coi thường mình đôi mắt đáng sợ lóe lên sát khí Hắn quát lớn. Thằng nhãi, mau nằm xuống cho ta. Vừa quát, hắn dồn mười thành công lực, trưởng lực mạnh mẽ. Tiếng gào thét như sấm, như là núi lở, đất nứt, nước lũ vỡ đề, cuồn cuộn ập đến. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động, thầm kêu không ổn. Hắn vội vàng lướt người, hai trường dẫn dắt hàn băng kinh lực của đối phương, xoay người bay lên. Ban đầu hắn định mượn trưởng lực của đối phương để lùi lại, nhưng đã quá muộn, luồng hàn khí lạnh buốt như là ngàn con rắn băng xuyên vào khắp người hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi luồng hàn khí lạnh như băng vừa xâm nhập, một luồng nhiệt từ sâu trong đan điền bỗng nhiên tuôn ra, hóa giải luồng hàn khí đang lan khắp người hắn. Tuy nhiên, thân hình đang lơ lửng của hắn lại bị cuốn lên không trung, ngã ra bên ngoài. Câu hồn cư sĩ thấy đối phương bị hất lên không trung, không khỏi cười lạnh. Tiểu tử, lần này không ngã gãy xương mới lạ. Hắn vừa dứt lời, bỗng thấy thân hình đang lộn nhào trên không trung của đối phương, đột ngột lướt sang phải, nhanh như chớp, lặng lẽ trở về vị trí cũ. Sự thay đổi bất ngờ này khiến câu hồn cư sĩ giật mình. Hắn vội vàng lách người, vút một tiếng, lùi lại mấy bước. Phương Thiên Vân biết Huyền Thiên Thiền Công đã phát huy tác dụng thấy đối phương kinh hãi lùi lại không khỏi hừ lạnh một tiếng quát lớn tên ác nhân còn không mau chịu chết người theo tiếng quát đột nhiên lao đến tấn công hai tay vung lên như bánh xe tạo ra hai luồng trưởng phòng mạnh mẽ Câu hồn cư sĩ là người kiến thức uyên bác thấy 12 thành công lực của mình đánh vào đối phương mà không hề hấn gì hắn tự nhiên là không dám liều lĩnh đỡ hai luồng trường lực này liền lách người lùi lại phương thiên vân thông minh đã nhận ra đối phương khiếp sợ huyền thiên thiền công của mình không khỏi nở nụ cười đắc ý nhưng hắn không hề chậm trễ thấy câu hồn cư sĩ lùi lại hắn quát lớn một tiếng bám giết theo sau câu hồn cư sĩ được minh ngục thần quân chân truyền võ công tuy phương thiên vân tấn công nhanh như chớp nhưng muốn làm hắn bị thương cũng không dễ dàng chỉ thấy hắn xoay người như ma quỷ đã lướt ra xa một trượng Phương Thiên Vân hai lần tấn công không trúng, lửa giận bốc lên. Hắn thi triển những chiêu thức liên hoàn trong Kinh Thiên Bát Thức, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa đuổi theo. Kinh Thiên Bát Thức kỳ lạ, chiêu thức như nước sông cuồn cuộn liên tiếp ập tới, uy lực mạnh mẽ. Thế tấn công hùng hãn như là sóng lớn vỗ bờ, thật sự vừa là cường mãnh vừa kỳ lạ, không có gì sánh bằng. Câu hồn cư sĩ kiến thức huyền bác, nhưng chưa từng thấy qua chiêu thức kỳ lạ nào như vậy. Hắn bị Phương Thiên Vân ép đến mức xoay vòng tứ phía, kêu oa à oa à quái dị. Phương Thiên Vân đã hận hắn tà thấu xương, liên tiếp tấn công sáu chiều mà vẫn không làm hắn bị thương, không khỏi gầm lên một tiếng. Đột nhiên tung ra chiều bát phương kiếm vũ, mười ngón tay xè ra như vuốt, tấn công vào đỉnh đầu đối phương. Chỉ nghe tiếng gió rít vù vù như là kiếm ập đến, Phương Thiên Vân biết đối phương thân pháp kỳ lạ, sợ hắn né tránh được đòn tấn công này, nên đã kết hợp thủ pháp kim tỏa khốn lòng vào trong bát phương kiếm vũ. Câu hồn cư sĩ thấy thế tấn công của đối phương không chỉ mạnh mẽ như sớm sét, nhanh như chớp giật mà còn kỳ lạ khó lường. Biết là đã gặp phải đối thủ đáng gầm, hắn vội vàng lướt người xoay chuyển. Hắn định nhân lúc di chuyển, vùng trường tấn công nào ngờ kình phong sắc bén của đối phương lại bám giết không tha. Hắn không khỏi kinh hãi, vội vàng ngửa người ra sau, lùi sát đất. Xẹt một tiếng, tuy câu hồn cư sĩ lùi rất là nhanh, nhưng trên hai vai của hắn vẫn bị kình phong của Phương Thiên Vân cao rách hai vết thương sâu hơn một tấc. Máu tươi úa già, ướt đẫm nửa người hắn. Câu hồn cư sĩ chưa từng chịu đau đớn như vậy, không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết xoay người phản công. Trong cơn giận dữ, hắn lao đến với tốc độ cực nhanh. Thân hình còn đang trên không trung, hai tay bỗng nhiên rắc rắc dùng truyền. Móng vuốt gầy guộc của hắn bỗng dài ra bà thước, chụp vào hai vai của Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động, thân hình đột ngột xoay truyền, hai trường vùng lên. Thi truyền thủ pháp ngũ nhạc tỏa lòng, chụp vào hai cổ tay của đối phương. Câu hồn cư sĩ bỗng kêu lên một tiếng quái dị. Móng vuốt đang xòe ra, bỗng nhiên nắm lại, đánh xuống. Tốc độ biến chiều thật sự là vô song. Hắn quyết tâm phải đánh trọng thương Phương Thiên Vân. Trường lực đánh ra thoạt nhìn không có chút lực đạo nào. Nhưng nếu đánh trúng người, kinh lực sẽ bộc phát. Cho dù là người bằng sắt cũng sẽ bị đánh nát. Thật sự là độc ác. Phương Thiên Vân thấy hắn biến chiều, không khỏi giận mình. Bước chân hắn di chuyển, nhanh nhẹn lùi lại. Câu hồn cư sĩ sao có thể để hắn dễ dàng rút lui? Thân hình đang lơ lửng trên không trung của hắn, đột nhiên lộn nhào, xoay chuyển, hóa thành nhiều bóng người. Ngay khi mà hắn di chuyển, bỗng nghe thấy đối phương hét lớn một tiếng, thân hình xoay chuyển cũng hóa thành nhiều bóng người lao đến tấn công. Câu hồn cư sĩ trong lòng chấn động, vù, 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 liên tiếp đánh ra ba trường. Thân hình của hắn lộn nhào trên không trung, nhanh chóng lùi lại. Phương Thiên Vân đột nhiên giang hai tay, bay vút lên trời. Giữa không trung, hai tay xoay chuyển kỳ lạ, mang theo kình phong, lao xuống tấn công. Thân pháp của hắn nhanh nhẹn vô cùng. Câu hồn cư sĩ còn chưa đứng vững, luồng trường phong mạnh mẽ đã thổi bay và đáo hắn. Câu hồn cư sĩ vội vàng lách người, vùng tay, đánh ra hai luồng kình lực mạnh mẽ như là núi lở. Đoàn tấn công này của hắn nhanh như chớp. Phương Thiên Vân vừa mới lao đến trước mặt hắn trường lực mạnh mẽ đã ụp đến. Bốp, bốp, bốp. Bốn tiếng nổ liên tiếp vang lên. Đá vụn bắn ra tung tóe, Gió gào thét. Cây cối xung quanh ngả nghiêng. Đất dùng núi truyền. Phương Thiên Vân cảm thấy khí huyết dâng trào. Hắn bị lực đạo mạnh mẽ của đối phương. Đẩy lùi năm sáu bước mới đứng vững. Hắn liếc mắt nhìn. Thấy đối phương loạn trọng lùi lại năm thước. Vẻ mặt kinh hãi, Nhìn mình chăm chăm không khỏi nổi cơn thịnh nộ hắn quát lớn một tiếng đột nhiên tung ra chiêu tinh nguyệt giao huy tay trái xẻ ra như là móc cầu kinh phong vù vù đánh vào ngực đối phương tay phải xoay chuyển đánh vào hai vai hai chiêu thức nhanh như sấm chớp tấn công tới tấp tuy là trong lòng khiếp sợ nội lực thâm hậu của phương thiên vân nhưng câu hồn cư sĩ vẫn nổi cơn hung dữ hắn cười the thé thân hình như ma quỷ lướt đi hai tay như vuốt quỷ đánh vào bốn huyệt đạo đan điền khí hải phong phủ huyền cực của phương thiên vân phương thiên vân mắt lóe sát khí bước chân di chuyển tay trái xoay người quét ra vừa ra chiều bỗng nghe thấy đối phương kêu lên một tiếng quái dị thân hình gầy gò của hắn lóe lên nhanh chóng lướt sang một bên móng vuốt sắc bén như kiếm chụp vào đầu của phương thiên vân bỗng nghe thấy tiếng gió vù vù sau lưng Phương Thiên Vân cảm thấy vài trái đau nhói, đã bị móng vuốt của đối phương cào rách ba miếng. Phương Thiên Vân giận mình, thân hình vội vàng nghiêng đi, nhanh như trong chóng lùi lại mấy bước, liếc mắt nhìn, vài trái chảy máu đầm đìa, quần áo ướt sũng máu tươi. Ngay lúc đó, câu hồn cư sĩ cười thè thẽ, thẳng nhãi, còn không mau chịu chết. Hai tay quán đột nhiên vòng lên đầy mạnh, vù một tiếng kinh phong sắc bén vang lên. Hai trường nhanh như chớp đánh đến. Thấy Phương Thiên Vân sắp bị thương dưới móng vuốt của mình, hắn ta tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Hàn mang kinh lực gào thét như gió, mang theo sức mạnh khai sơn phá thạch ập đến. Phương Thiên Vân quát lớn, hai trường đột nhiên lật ngược, vù một tiếng, đẩy ra một luồng kinh lực kỳ lạ. Âm một tiếng nổ lớn, câu hồn cư sĩ loạn trọng lùi lại bảy tám bước, mắt hoa lên, hai tay tê dại, thân hình lào đảo, suýt nữa thì không đứng vững. nhìn đối phương, chỉ thấy hắn lùi lại ba bốn bước, mắt lóe sát khí, tóc bay phấp phới, sắc mặt dữ tợn, uy phong lẫm liệt, câu hồn cư sĩ không khỏi dùng mình, vội vàng lùi lại hai bước. Lúc này gió núi thổi hun hút, hàn khí bức người, tiếng gió như quỷ khóc, khiến xung quanh trở nên âm u đáng sợ. Cho dù câu hồn cư sĩ là cao thủ của Minh Ngục Thần Quân, đối mặt với nhân vật khó lường này, hắn cũng không khỏi sờn gai ốc, kinh hồn bạt vía. Hắn biết võ công của đối phương kỳ lạ, nếu không thi triển tuyệt kỹ của Minh Ngục Thần Quân, e rằng không thể nào giết chết đối phương. Thế là hắn vận công, dồn hết nội lực vào hai trường. Chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc liên hồi, đôi bàn tay gầy guộc như là móng vuốt quỷ của hắn, bỗng nhiên to ra gấp mấy lần, trong tiếng nổ từ màu trắng bạch chuyển sang màu tím đen. Đồng thời ánh sáng âm u trong mắt hắn bỗng nhiên chuyển sang màu tím đen. Nhìn hắn ta chẳng khác nào sắc sống hiện hình khiến cho người ta kinh hãi. Phương Thiên Vân thấy hai tay của đối phương đột nhiên to lên không khỏi giận mình. Biết là hắn ta muốn dùng trường lực đánh trọng thương mình. Liền hư lạnh một tiếng vận huyền thiên thần công bảo vệ các huyệt đạo trên người. Trong nháy mắt Câu hồn cư sĩ đã di chuyển áp sát lại gần bỗng nghe thấy tiếng huyết gió thè thé chói tai Câu hồn cư sĩ vùng tay hai bàn tay to như là cái quạt đột nhiên đánh tới thế trưởng mạnh mẽ như núi lở đất lứt gào thét ập đến hung ác tàn nhẫn khiến cho người ta sợ hãi tuy phương thiên vân có tuyệt kỹ hộ thần cũng không khỏi kinh hãi hắn đang định say người né tránh luồng trường lực như thác lũ đổ xuống bỗng nhiên vù một tiếng, một luồng khí tanh hồi nồng nặc ập đến. Phương Thiên Vân cảm thấy khí huyết đảo lộn, không khỏi thầm kêu không ổn. Ngay lúc hắn lơ là, đã bị luồng khí tanh hồi kia đánh bay ra xa hơn một trượng, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Cầu hồn cư sĩ bỗng nhiên cười lớn, đắc ý rồi lao đến. Hắn biết võ công của Phương Thiên Vân rất kỳ lạ, tuy thế hắn đã trúng độc chiều của mình, nhưng vẫn muốn đánh nát đầu hắn để mà giải hận. Đúng lúc này, một luồng nhiệt khí từ đan điền của Phương Thiên Vân bỗng nhiên tuôn ra, hóa giải đầu khí đang xâm nhập vào nội tạng. Đồng thời hắn thét lớn một tiếng, nhảy dựng lên. Cầu hồn cư sĩ kinh hãi, không hiểu sao hắn trúng độc rồi mà vẫn có thể đứng dậy được. Hắn vội vàng ngửa người ra sau, lùi lại. Bỗng nghe thấy tiếng quát, hắn ta cảm thấy trước mắt bóng người lóe lên. Một luồng lực mạnh mẽ vô song đánh vào hắn như là chớp. Câu hồn cư sĩ trong lòng chấn động, liền nghiêng người né tránh, thi triển thân pháp độc lòng vẫy đuôi, vuốt một tiếng lướt ra bên ngoài. Hắn lùi nhanh, nhưng Phương Thiên Vân tấn công còn nhanh hơn. Chỉ thấy hai tay hắn vùng lên, mười ngón tay xòe ra, phát ra những luồng kình phong vù vù, như là hàng vạn mũi kiếm bắn vào ngực, đỉnh đầu, 12 tử huyệt của câu hồn cư sĩ. Chiều này cũng là loạn kiếm phân thi huyết hòa phì trong huyền thuyền bí truyện Cầu hồn cư sĩ còn chưa kịp đứng dậy. Chiêu thức kỳ lạ của Phương Thiên Vân đã mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, bao phủ xuống đầu của hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết trói tai văng vọng trời đất. Tuy cầu hồn cư sĩ đã né được những tử huyệt trên đầu, nhưng hai bàn tay to như cái quạt màu tím đen của hắn đã bị kinh phong sắc bén như kiếm của Phương Thiên Vân xuyên thủng hai lỗ, máu đen phun ra. Hắn loạn trọng lùi lại hơn một trượng, ngã ra đất, nếu xét về công lực của câu hồn tư sĩ việc hai bàn tay bị xuyên thủng hai lỗ cũng không có gì ghê gớm nhưng mà sau khi bị phương thiên vân đánh trúng chân khí của hắn lập tức tiêu tan bách độc tuyệt công mà hắn đang vận dụng bỗng nhiên phản vệ độc khí theo kinh mạch lan ra khắp người hắn tự chuốc lấy kết cục bị thảm trúng độc mà chết bách độc tuyệt công thật sự là độc ác thi thể của câu hồn cư sĩ nằm trên mặt đất trong chớp mắt tóc tài dụng hết, hóa thành một vũng nước đen ngòm. Phương Thiên Vân nhìn thấy vậy, trong lòng chấn động, thầm nghĩ, công phu độc địa quán ta thật là đáng sợ, nếu không có huyền thiên thần công hộ thể, e rằng ta cũng đã bị hóa thành vũng nước đen rồi. Còn chưa nghĩ xong, bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phương Thiên Vân giận mình, đang định đuổi theo tiếng động, bỗng nghe thấy tiếng quát, nhận lấy cùng với tiếng quát hai bóng đen mang theo tiếng gió rít lao về phía hắn phương thiên vân nhướng mày tay phải vù một tiếng đánh ra một trường một luồng kinh lực mạnh mẽ đánh về phía hai bóng đen kia hắn vừa ra tay bỗng thấy trên đầu bóng đen kia cắm một thanh kiếm ngắn đầu lâu nhuốm máu hắn không khỏi giận mình vội vàng lùi lại mấy bước chỉ nghe âm một tiếng hai bóng đen kia bị trường lực của phương thiên vân đánh cho máu me bắn tung tóe mùi tanh hôi nồng nặc phương thiên vân vừa nhìn thấy thanh kiếm đầu lâu trên đầu bóng đèn kia trong lòng lập tức nổi lên cơn giận dữ mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo quát lên kẻ nào lỡ kẻ nào đang lén lút mậu ra đây chịu chết đi tiếng quát như sấm vang động đất trời nhưng mà vẫn không thấy ai xuất hiện phương thiên vân tức giận đưa mắt nhìn quanh quát lớn tên ác nhân to gan dám đùa dưỡng ta nếu mà không khiến người chết không toàn thầy Ta thề không làm người Hắn biết hai bóng đen kia bay ra từ vách đá Chắc chắn là trên vách đá có người Vừa dứt lời Hắn đã bay lên vách đá Thân hình của hắn vừa bay lên không trung Bỗng nghe thấy tiếng thở dài Người làm sao vậy Sao lại hung dữ thế Chẳng lẽ ta giết nhầm người sao Phương Thiên Vân nghe vậy trong lòng chấn động, hai tay giang ra, thân hình đang lơ lửng trên không trung bỗng nhiên lộn ngược ra sau nhanh như chim bay rồi lại nhanh chóng xoay người trở lại nhìn theo tiếng nói dưới ánh hoàng hôn màu cam một thiếu nữ áo trắng tóc buông xõa mặt đeo khăn che đang đứng đó ngoài đôi mắt sáng long lanh không thể nào nhìn thấy dung màu thật của nàng ta phương thiên vân không khỏi ngần người hỏi người là ai? ta thiếu nữ áo trắng hỏi ngược lại rồi dịu giọng nói ngươi đoán xem ta là ai tuy là không nhìn thấy dung mạo thật của nàng ta nhưng phương thiên vân nghe giọng nói trong trèo có vẻ không quá ác ý không khỏi hơi ngần người rồi nói ta chưa từng gặp cô nương làm sao mà đoán được thiếu nữ áo trắng khanh khách cười eo thon như liễu uốn éo cười đến mức ngả nghiêng một lúc lâu sau không nói nên lời phương thiên vân bị nàng ta cười đến mức đỏ mặt thầm nghĩ chẳng lẽ ta nói gì sai hay sao hắn bỗng nhận ra tiếng cười của thiếu nữ áo trắng này rất là giống với tiếng cười của cô gái áo trắng cưỡi hạc bay lên trời hôm đó không khỏi giận mình buột miệng cô nương chẳng lẽ là vì không biết thiếu nữ áo trắng này rốt cuộc là ai hắn nói được một nửa thì ấp úng im bặt thiếu nữ áo trắng thấy hắn mãi không nói nên lời liền đào mắt hỏi ta là gì? Phương Thiên Vân chậm rãi nói. Ta nghĩ hình như cô nương cưỡi hạc bay lên trời hôm đó. Mắt thiếu nữ áo trắng bỗng nhiên lóe lên tia sáng kỳ lạ, nàng cười duyên. Đúng vậy, ta chính là cô gái áo trắng cưỡi hạc bay lên trời hôm đó. Ta tên là Chu Tiểu Bình. Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên tháo khăn che mặt, để lộ gương mặt xinh đẹp dạng dỡ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đầu đập thình thịch, mặt Chu Tiểu Bình ưng đỏ. Phương Thiên Vân cảm thấy gương mặt xinh đẹp của nàng ta rất là giống Long Y Tiên Tử, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt. Hắn không khỏi thầm nghĩ, kỳ lạ, không ngờ nàng ta lại giống Long Muội đến vậy. Hắn nghĩ vậy, mắt vẫn không ngừng nhìn Chu Cô Nương. Chu Tiểu Bình thấy hắn nhìn mình với vẻ trầm ngâm, trên mặt nàng nở một nụ cười dịu dàng hỏi: "Sau huynh không nói gì vậy?" Có tâm sự gì à? Phương Thiên Vân tập trung tinh thần hỏi, tên áo đen vừa rồi là do cô nương giết hay sao? Chủ Tiểu Bình đáp, "Đúng vậy, hắn ta và cô hồn cư sĩ đều là ma đầu của Minh Ngục Thần Quân, nên là ta tiện tay giết luôn." Phương Thiên Vân liếc nhìn thanh kiếm đầu lâu nhuốm máu ở trên đầu tên áo đen, liền hỏi tiếp, "Thanh kiếm đầu lâu kia cũng là của cô nương sao?" Đúng vậy. Phương Thiên Vân bỗng nhiên hiểu ra, buột miệng. Thì ra cô nương chính là vị người đeo mặt nạ bí ẩn kia. Chu Tiểu Bình nhẹ giọng hỏi. Huynh có giận hay không? Phương Thiên Vân lắc đầu. Giận thì chưa đến nỗi, nhưng mà ta vẫn có chút chưa hiểu rõ. Chu Tiểu Bình đào mắt nói. Có gì không hiểu, cứ nói ra đi. Ta nhất định sẽ giải thích cho Huỳnh phương thiên vân nghiêm túc nói ta nhớ cô nương từng nói muốn tìm kẻ sử dụng cốt huyết kiếm để mà báo thủ lời này là thật hay sao chu tiểu bình hơi nhíu mày Huynh nghĩ là ta sẽ lừa huynh sao ờ, điều này ta chưa từng nghĩ tới phương thiên vân ngừng một chút rồi nói tiếp nếu cô nương có thù sâu nặng với kẻo sử dụng cốt huyết kiếm vì sao lại dùng thứ đáng sợ này để mà xuất hiện trên giang hồ Ta thật sự là không hiểu." Chu Tiểu Bình bỗng nhiên cười, "Huynh chỉ biết một mà không biết hai, trách sao lại khó hiểu." Phương Thiên Vân ngẩn người, "Xin cô nương giải thích rõ cho." Chu Tiểu Bình bỗng nghiêm mặt, "Kẻ sử dụng cốt huyết kiếm kia không chỉ là chưa từng lộ mặt thật, mà còn có tâm địa độc ác. Mỗi lần ra tay đều là đánh lén hoặc là mượn dao giết người, đúng là một tên mà đầu." Nói đến đây, mắt nàng ta lóe lên tia sáng. Nàng nghiêm túc nói tiếp. Ta dùng cốt huyết kiếm xuất hiện trên giang hồ, chính là lấy độc trị độc. Bất cứ kẻ xấu nào, ta đều dùng kiếm này để giết chết. Đồng thời ta muốn dụ kẻ thật sự sử dụng cốt huyết kiếm kia xuất hiện để báo thù. Phương Thiên Vân nghe vậy, chợt hiểu ra thầm nghĩ. Thảo nào ông nội và Long Y Tiên Tử đều nói, Long người hiểm ác, giang hồ khó lường. Xem ra đúng như là vậy. Muốn tìm ra kẻ đó Phải động não một chút Nghĩ vậy Hắn không khỏi nhớ đến tên ma đầu Giả mạo danh tiếng của ông nội Không khỏi tức giận Mắt léo hung quang Thầm nhủ Tên ma đầu đó Giả mạo danh của ngũ bộ truy hồn Để mà làm hại giang hồ Hừ, Nhất định Mình phải trừ khử hắn Hắn biết chuyện này chắc chắn là quá ẩn khúc Nếu không làm rõ Chẳng phải là khiến ông nội chết không nhắm mắt hay sao Vì vậy hắn quyết tâm sẽ dùng danh nghĩa ngũ bộ trừ hồn tiêu diệt hết lũ ma đầu kia. Chu Tiểu Bình thấy sắc mặt của hắn thay đổi, không biết hắn đang nghĩ gì, liền hỏi: "Phương công tử, huynh thấy ta làm vậy là không đúng hay sao?" Vừa nói, nàng vừa bước đến gần Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân ngẩn người, buột miệng: "Ờ, đúng, đúng chứ. Lấy độc trị độc là cách tốt nhất. Ta cũng đang nghĩ cách trừng trị những kẻ xấu xa kia." Chu Tiểu Bình cười, đang định nói chuyện, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất là nhỏ. Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn, suy nghĩ một chút, rồi cười nói: Trước Ngọc trụ phòng hình như là có cao thủ đến, chúng ta đến đó xem thử, cũng coi như là mở mang tầm mắt. Nói xong, nàng ra hiệu cho Phương Thiên Vân, rồi đi về phía trước. Phương Thiên Vân đi theo nàng mấy bước, nhỏ giọng hỏi: Vừa rồi ta hình như là nghe thấy tiếng bước chân. Người có phát hiện ra gì không? Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy Chu Tiểu Bình quát lớn một tiếng. Bóng trắng lóe lên, một tia sáng tím xẹt qua không trung, nhanh như chớp, lao về phía rừng cây dưới chân núi. Phương Thiên Vân biết nàng chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, liền xoay người định đuổi theo. Bỗng nghe thấy tiếng quát chói tai, đứng lại! Giữa những tảng đá lởm trầm, hai tên đầu chọc mặc áo cà sa màu đen vàng đột nhiên xuất hiện phương thiên vân cảnh giác nhìn không khỏi giận mình vội vàng lùi lại mấy bước hai tên đầu chọc này không chỉ xấu xí mà còn béo như lợn tên bên trái lông mày rậm mắt dâm tà trên cầm có một vết xeo dài đầu đội mũ vàng vẻ mặt ngạo mạn tên bên phải đội mũ bạc cổ dài mặt dài như lừa nhìn chẳng khác nào còn hiu cao cổ trông thật là buồn cười Phương Thiên Vân vừa nhìn vừa biết hai tên này không phải là người tốt. Hắn thầm nghĩ. Không ngờ Ngọc Trụ Phòng lại có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy. Trong nháy mắt, hai tên đầu chọc xấu xí kia đã tiến đến cách Phương Thiên Vân một trượng. Bỗng nghe tên đầu chọc mũ vàng cười khàn khàn hai tiếng, giọng nói khàn khàn như là cối say. Tiểu tự, cô nương vừa rồi là ai của người? Phương Thiên Vân vốn là đã không có thiện cảm với hai tên này. Nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói. Các người chặn đường ta, chỉ để hỏi câu này hay sao? Giọng nói lạnh lùng, thái độ ngạo mạn. Tên đầu chọc đội mũ bạc cười lạnh. <cười> hỏi người là nề mặt người. Nếu còn ăn nói hỗn xược, cẩn thận cái mạng nhỏ của người đấy. Phương Thiên Vân cười khẩy, nhớ mày. Cái mạng này của ta còn cứng hơn sắt thép nặng hơn núi Thái Sơn. E rằng hai tên vô dụng các người không làm gì được ta đâu. Tên đầu chọc đội mũ vàng trừng mắt quát lên. Thẳng nhãi gung cuồng, dám hôn lão với biển thủy nhị lão chúng ta ừ. Ta sẽ phế người trước rồi tính sổ với con nhỏ kia sau. Vừa dứt lời, tên đầu chọc đội mũ bạc lắc đầu, lạnh lùng nói. Tiểu tử chán sống, ta thấy người muốn chết rồi. Nói xong, hắn vung tay trái, Vù một tiếng, một trường đánh tới, trường lực mạnh mẽ như báo táp, đánh thẳng vào ngực Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân thấy hai tên này hung hãn vô cùng, không khỏi nổi giận, quát lớn. Cút về đi! Tay phải của hắn vùng lên, một luồng kinh lực vô hình ập đến. Âm một tiếng nổ lớn, hai luồng trường lực mạnh mẽ cuốn theo cát bụi. Tên đầu trọc đội mũ bạc vốn tưởng rằng trường này nhất định là sẽ đánh chết đối phương. Nào ngờ đối phương đứng vững như núi, không hề nào núng. Ngược lại, hắn ta lại bị chấn động đến mức tay trái đau nhức, loạn trọng lùi lại 4 năm bước. Thế là tên đầu trọc đội mũ bạc tức giận đến mức mắt đỏ hoe. Tên đầu trọc đội mũ vàng cũng kinh hãi, thầm kêu không ổn. Tên đầu trọc đội mũ bạc đột nhiên quát lớn. Lại đỡ thêm một trường của ta xem. Hai tay của hắn vung lên, bàn tay to béo bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, đánh ra một luồng kinh lực mạnh mẽ, nhanh như chớp ập đến. Phương Thiên Vân quát lớn, thi triển thủ pháp khéo léo dẫn dắt ngàn cân trong huyền thiên bí chuyện. Tay phải khéo léo gạt sang một bên, chỉ nghe vù một tiếng, trường lực đã lướt qua người hắn. Tên đầu trọc đội mũ bạc không khỏi nổi sát tâm quát lên. Tiểu tử, nếu ta không siêu độ cho người, khiến người chết không toàn thây, ta thề không làm người vừa dứt lời hắn đã lao đến hai trường nhanh như chớp mười ngón tay xe ra chụp vào đầu phương thiên vân tên đầu chọc đội mũ bạc vừa ra tay tên đầu chọc đội mũ vàng cũng xoay người nhanh chóng đánh ra hai trường hai người tấn công mạnh mẽ từ hai phía ập đến tiếng gió gào thét đánh thẳng vào các yếu huyệt trên người phương thiên vân phương thiên vân thấy hai người tấn công hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng đột ngột lùi về sau xoay người thân hình lộn ngược ra sau. Tên đầu trọc đội mũ vàng gầm lên một tiếng, đột nhiên biến chiều từ bổ sang quét, hai trường lật ngược, đánh vào eo của Phương Thiên Vân. Tên đầu trọc đội mũ bạc xoay người, hai trưởng vung lên, đánh ra một luồng kinh lực mạnh mẽ. Hai người biến chiều, ra tay nhanh như chớp, không cho Phương Thiên Vân chút cơ hội nghỉ ngơi. Rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn ngay tại chỗ Phương Thiên Vân bị hai người tấn công dồn dập, không khỏi nổi sát tâm. Hắn quát lớn một tiếng, thân hình đang lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên bay lên cao thêm mấy thước, lắc lư lùi về sau. Tên đầu trọc đội mũ bạc thấy cơ hội đã đến, thân hình to béo khẽ động, mười ngón tay cong lại như móc cầu, lao đến tấn công. Tên đầu trọc đội mũ vàng thấy Phương Thiên Vân thân pháp kỳ lạ, biết võ công của hắn không hề tầm thường, sợ tên đầu trọc đội mũ bạc thất bại, hắn liền hề hề cười quái dị, thi triển một bộ trường pháp kỳ lạ, tạo thành vô số bóng trường liên tiếp đánh tới. Phương Thiên Vân mắt lóe sát khí, chưa kịp đứng vững, hắn đã lắc trái lướt phải, nhanh như chớp xoay người, bỗng nhiên hóa thành nhiều bóng người. tên đầu trọc đội mũ vàng xảo quyệt mưu mô thấy đối phương hóa thành nhiều bóng người không khỏi giật mình, buột miệng quát lên: "sư đệ mau lui lại!" hai tay của hắn vùng lên tạo thành luồng trường phong mạnh mẽ. Vừa ra tay, hắn cũng lùi lại. Tên đầu chọc đội mũ bạc nghe thấy tiếng quát, giật mình, vội vàng thu tay, xoay người lùi lại. Nào ngờ hắn vừa động, bỗng cảm thấy hoa mắt, mất dấu của đối phương. Bỗng nghe thấy tiếng quát lạnh lùng, nâm xuống. Tên đầu chọc đội mũ bạc bỗng cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ đánh vào lưng, ngực hắn đau nhói. Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bịch một tiếng ngã lăn ra đất. Tên đầu trọc đội mũ vàng biết sư đệ đã bị đánh trọng thương, không khỏi giận mình, động tác lùi lại cũng vì thế mà chậm lại. Ngay lúc đó, một luồng lực mạnh mẽ vô cùng mang theo sức mạnh kinh thiên động địa bao phủ lấy hắn. Tên đầu trọc đội mũ vàng bị thế tấn công áp đảo, hai trường vội vàng dẫn dắt, mượn lực lăn sang một bên như con lửa lăn lộn, lùi ra xa hơn một trường hắn sợ đối phương thừa cơ tấn công, hai chân đạp mạnh, lùi thêm mấy bước, rồi mới nhảy dựng lên. Phương Thiên Vân cười lạnh chế nhạo. <laughs> Chỉ với chút trò ma quỷ này mà cũng đòi giao đấu với ta, thật là không biết trời cao đất dày. Hắn đang định lao đến tấn công, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lanh lành. Công tử, xin dừng tay. Một bóng trắng lóe lên, Chu Tiểu Bình đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn Phương Thiên Vân liếc nhìn Chu Tiểu Bình Đang định hỏi Bỗng thấy nàng nghiêm mặt lạnh lùng quát lên Kim Quang đầu chọc Mấy ngày trước Nếu mà không nề mặt viên thông đại sư Ta đã giết người rồi Không ngờ người lại dám cấu kết với yêu mà của Minh Ngục Thần Quân Ám toán ta Hôm nay nếu như mà không đền tội Đừng hòng sống mà rời khỏi đây Tên đầu chọc đội mũ vàng nghe vậy Trong lòng chấn động Hắn biết Mã Nguyên Lương và hai tên quái nhân ở núi Vu Sơn đã bị giết cố gắng giữ bình tĩnh nói mười ngày trước tuy người đã giết chết sư hình lôi công đầu chọc của ta nhưng mà chuyện đã qua rồi ta kim quan đầu chọc không để bụng chuyện đó còn chuyện cấu kết với minh ngục thần quân đó là do người hiểu lầm chu tiểu bình mắt lóe tia sáng lạnh lẽo quát lên tên ác nhân ngươi đừng có chối cái đừng tưởng là mã nguyên lương và hai tên quái nhân ở núi vu sơn chết dưới tay của ta là không có chứng cứ nói cho người biết, ta không phải là người dễ bị bắt nạt đâu. Nói xong, nàng lao về phía trước. Tên đầu chọc đội mũ vàng thấy đối phương tức giận xông tới, không khỏi sợ hãi, mặt mày tái mét lùi lại. Phương Thiên Vân thấy hắn ta sợ hãi, hừ lạnh một tiếng. Tên đầu chọc xấu xa, vừa rồi còn nói muốn tính sổ với chủ cô nương, bây giờ lại không dám nhận. <laughs> Thật là vô liềm sỉ. Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy chu tiểu bình quát lên một tiếng lành lành thân hình của nàng lóe lên nhanh như chớp đã lao đến tấn công tên đầu chọc đội mũ vàng giật mình hai tay giang ra đánh ra hai luồng trường phong mạnh mẽ đồng thời thân hình cũng nhanh chóng lùi lại chu tiểu bình quát lên tên mà đầu dám chạy trốn ư ừ? thân hình của nàng đột nhiên xoay chuyển một tia sáng trói mắt vù một tiếng bắn ra tia sáng lướt qua máu tươi bắn tung tóe chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Tên đầu chọc đội mũ vàng, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu của hắn đã cắm một thanh kiếm ngắn đầu lâu nhuốm máu. Phương Thiên Vân thấy nàng thân pháp uyển chuyển, thủ pháp nhanh nhẹn, không khỏi khen ngợi. Cô nương, thủ pháp thật là tuyệt vời. Tài hạ bội phục. Chu cô nương xoay người, bay đến bên cạnh Phương Thiên Vân, cười nói. Chỉ là chút tài mọn, không đáng để công tử khen ngợi. Tuy nói vậy nhưng trong lòng của nàng lại có cảm giác khác lạ. Phương Thiên Vân cười lớn vừa định nói. Bỗng một tiếng kêu thè thé vang lên, xé tỏa không gian. Nhìn theo tiếng kêu, bỗng thấy trên cao xuất hiện một chấm trắng. Phương Thiên Vân mắt tinh như cú vọ, vừa nhìn đã nhận ra chấm trắng đang lao tới kia chính là con hạc nghìn năm tuổi trắng muốt. Hắn không khỏi buồn miệng. Bình cô nương, Hạc của cô nương đến rồi. Trong chớp mắt, con hạc nghìn năm tuổi đã bay đến đầu của hai người. Nó lượn vòng trên không trung một vòng, rồi đột nhiên vỗ cánh bay ngược trở lại. Phương Thiên Vân không khỏi ngần người hỏi. Kỳ lạ, sao hạc tiên lại bay đi rồi? Bình cô nương cười nói. Hạc tiên là lời chim thông minh, tiếng kêu vừa rồi của nó đang báo tin cho ta. Phương Thiên Vân chưa đợi nàng nói hết câu, đã hiểu ra. Ờ, thì ra là hạc tiên còn có tác dụng này. Bình cô nương gật đầu cười. Hạc tiên không chỉ thông minh, mà nó còn rất là khỏe. E rằng ngay cả võ lâm cao thủ cũng không thể nào là đối thủ của nó. Phương Thiên Vân nghe vậy mỉm cười. Đang định lên tiếng, bỗng nghe thấy hai tiếng quạc quạc vang lên từ xa. Bình cô nương mắt sáng lên. Hạc tiên lại kêu rồi ở Ngọc Trụ Phòng hình như là có mấy cao thủ đang giao đấu. Chúng ta đến đó xem thử nhé. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động. Hắn bỗng nhiên nhớ đến những thi thể và lời tràn chối của lão già chết hàm vừa rồi. Mắt lóe hung quang nói. Nếu như mà những tên ác nhân cũng ở Ngọc Trụ Phòng, ta sẽ trừ khử hết bọn chúng. Vừa dứt lời, hắn liền nói. Đi. Thân hình lóe lên, đã bay xa tám trượng. Sau đó bóng người lướt nhanh, chạy thẳng về phía Ngọc Trụ Phong. Bình cô nương thấy hắn chạy như bay, không khỏi thầm khen ngợi khinh công tuyệt vời của hắn. Thân pháp thật là tuyệt vời. Nàng cũng thi trần khinh công, nhanh như chớp đuổi theo. Hai người đều có khinh công cực nhanh, khoảng một chén trà nhỏ sau, họ đã vượt qua ba ngọn núi, đến trước Ngọc Trụ Phong. Ngọc Trụ Phong đá lờm trầm, không có cây cối, đỉnh núi hình trụ tròn, cao vút tận mây xanh, toàn bộ ngọn núi đều là đá trơn nhẫn. Hai người đứng giữa những tảng đá, cảm thấy có một chút sợ hãi. Bỗng nhiên, một tiếng quát lớn như là sấm vang lên. Tiếng quát chưa dứt, lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Hai người nghe thấy trong lòng chấn động, biết là đã có người mất mạng. Phương Thiên Vân mắt lóe sát khí quát lên. Thật là độc ác. Thân hình của hắn vươn dài, hai tay xoay tròn như bánh xe, đuổi theo tiếng động tuy biết ở ngọc trụ phòng có một cuộc tụ hội võ lâm nhưng bình cô nương không biết những nhân vật nào sẽ tham gia nên là rất muốn xem cho rõ ràng thấy phương thiên vân bay đi nàng cũng thi triển khinh công nhanh như một làn khói đuổi theo hai người lần lượt vượt qua những tảng đá lớn rồi bay đến bên cạnh tảng đá cao vút như là cột trụ nhìn quanh chỉ thấy những tảng đá lởm trầm không hề có bóng người Phương Thiên Vân không khỏi ngạc nhiên nói. Tiếng quát và tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, rõ ràng là phát ra từ đây, sao lại không có ai? Hắn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía trước. Bình cô nương khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Có lẽ là ở phía trước. Phương Thiên Vân mắt sáng lên. Đúng vậy, tuy là chỗ này cao, nhưng mà đá núi lởm trầm, khe núi sâu hôn hút, nên là không nhìn thấy rõ. Hắn vừa dứt lời, bỗng nghe thấy tiếng gió thổi và đáo. Bên cạnh tàng đá lớn phía trước, hai người đàn ông trung niên mặc áo xám đột nhiên xuất hiện. Hai người này thân pháp nhẹ nhàng, thoan nhìn như là đang bước đi, nhưng thực chất là đang sử dụng lưu vân khoái bộ để di chuyển. Họ đến cách Phương Thiên Vân và Bình Cô Nương ba trượng thì dừng lại, quan sát một lượt, rồi chấp tay nghiêm nghị nói. Hai vị, nếu là đi ngao dù sơn thủy, tốt nhất hãy đi đường vòng qua đây. Nếu không, hắn còn chưa nói hết câu, Phương Thiên Vân đã hư lạnh một tiếng nói, "Sau, nơi này không được đến hay sao?" Giọng nói lạnh lùng khiến hai người kia dùng mình. Người áo xám bên phải nghiêm túc nói, "Không phải là không được đến, chỉ là hôm nay tình hình đặc biệt, mong hai vị thông cảm cho." Phương Thiên Vân tức giận, "Nếu mà chúng ta nhất định phải đi qua đây thì sao?" Người áo xám nhướng mày nói: "Nếu hai vị nhất định phải đi qua, xin hãy xuất trình lệnh bài không chữ, nếu không, chúng tôi không thể đồng ý." Phương Thiên Vân cười lạnh, khinh thường nói: "Tuy ta không có lệnh bài không chữ, nhưng nhất định phải đi qua đây. Hai vị đừng nói nhảm nữa, mau tránh ra đi, nếu không tự chuốc lấy khổ." Nói xong, hắn tiến lên mấy bước. Người áo xám bên trái thấy Phương Thiên Vân thái độ ngạo mạn, lời nói bức người không khỏi tức giận. Hắn nhíu mày lạnh lùng nói. Chúng tôi khuyên hai vị nên đi đường vòng. Một là vì phụng mệnh hành sự, hai là vì muốn tốt cho hai vị, tránh để cho hai vị gặp phải họa sát thần. Nếu hai vị cố chấp, chúng tôi đành phải đắc tội. Nói xong, mắt hắn lóe lên tia sáng nghiêm nghị. Người bên cạnh hắn cũng là bị thái độ ngạo mạn của Phương Thiên Vân chọc tức. Nếu không phải phụng mệnh hành sự, E rằng là hắn đã ra tay rồi. Phương Thiên Vân hừ lạnh hai tiếng, mắt bỗng nhiên lóe lên tia sáng hung ác, nhìn hai người kia. Bình cô nương nghe người áo xám nói đến lệnh bài không chữ, liền biết hai người này là đệ tử quân luân. Không còn nghi ngờ gì nữa, những người tham gia cuộc tụ hội này đều là do trưởng môn quân luân mời đến. Sợ Phương Thiên Vân nóng nảy ra tay, làm hỏng chuyện, nàng liền nhíu mày, dịu dàng nói. Chúng tôi không có tín hiệu của cô luân phái, nhưng mà chúng tôi muốn đến xem náo nhiệt. Các vị cản đường chúng tôi như vậy, chẳng phải là khiến cho người ta thất vọng hay sao? Nàng đào mắt nói tiếp. Hơn nữa, chúng tôi đã dám đến Ngọc Trụ Phòng. Chuyện sống chết, chúng tôi không để tâm. Đa tạ lòng tốt của hai vị. Người áo xám bên trái nghiêm túc nói. Không phải là chúng tôi cố tình làm khó hai vị. Chỉ là đối phương là lão mà đầu, hai vị không được mời đến, cần gì phải dính vào chuyện thị phi này. Bình cô nương nhíu mày nói, bây giờ võ lâm đạo tiêu mà trường, những kẻ xấu xa, ai ai cũng có thể trừ khử. Trưởng môn phái các vị dùng lệnh bài không chữ mời gọi võ lâm đồng đạo, chẳng phải cũng vì lý do này hay sao? Tuy giọng nói của nàng êm tai như chim hót, nhưng lời nói lại sắc bén, khiến hai người áo xám chấn động, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Phương Thiên Vân quay sang nói với Bình Cô Nương. Không cần phải nhiều lời với bọn chúng nữa. Đánh gục bọn chúng trước. Rồi tìm kẻ cầm lệnh bài không chữ kia. Người áo xám bên trái đã sớm không hài lòng với thái độ ngạo mạn của Phương Thiên Vân. Nghe vậy quát lớn. <laughs> Khẩu khí lớn lắm. Chỉ cần người thắng được ta, ta sẽ cho các người quà. Nếu không, đừng trách ta. Phương Thiên Vân cười lạnh, xoay người. Thoát cái đã đến trước mặt người áo xám, tay phải vừa bộ vừa điểm, nhanh như chớp, tay trái năm ngón tay xòe ra, chụm vào vai phải của người áo xám còn lại. Hắn đồng thời tấn công hai người, nhanh nhẹn kỳ lạ. Hai người áo xám chỉ cảm thấy trước mắt bóng người lóe lên, đoàn tấn công của Phương Thiên Vân đã ập đến. Hai người giận mình, lách người, lùi lại mấy bước. Phương Thiên Vân hư lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào các người mà cũng muốn ngăn cản đường ta ừ. Hừ, Còn kém xa lắm thân hình của hắn đột nhiên xoay chuyển nhanh như chớp lao về phía hai người hai người vừa rồi bị hắn bức lùi trong lòng đã bốc hỏa nay thấy hắn lao đến tấn công không khỏi quát lên gần như là đồng thời ra tay phương thiên vân cười khẩy thân hình đang lơ lửng trong không trung bỗng lộn nhào thoát cái đã xuyên qua khe hở giữa hai luồng trường lực của hai người rồi xoay người bật mạnh kinh phong vù vù đánh vào mặt của hai người kia Hai người thề hắn né tránh một cách kỳ lạ, biết võ công của đối phương không tầm thường. Không đợi kinh phong hợp đến, họ đã vội vàng lùi lại. Cả hai đều là cao thủ của quân luân phái. Bị Phương Thiên Vân ép đến mức liên tục lùi lại, không khỏi nổi sát tâm. Bóng trưởng vùng lên, bốn luồng trường lực mạnh mẽ tấn công. Phương Thiên Vân khinh thường hư lạnh một tiếng, vút vút bước chân xoay chuyển ba vòng. Hắn nhanh chóng né tránh trường lực của hai người rồi thân hình vèo vèo lắc trái lướt phải, trở về vị trí cũ. Thần pháp kỳ lạ khó lường này không chỉ khiến hai người kia kinh hái, mà ngay cả bình cô nương võ công cao cường cũng không khỏi gật đầu khen ngợi. Thần pháp thật là tuyệt vời. Hai người không ngờ chàng trai vô danh này lại có tuyệt kỹ kỳ lạ như vậy, không khỏi giận mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Phương Thiên Vân muốn chọc tức hai người, thấy mặt bọn họ có vẻ kinh ngạc, hắn cười lạnh nói sau Sợ rồi sao? Nếu đổi ý thì còn kịp đấy. Hai người tức giận đến mức mặt mày tái mét. Tuy là biết võ công đối phương cao cường, nhưng vẫn không dám manh động. Phương Thiên Vân cười lạnh hai tiếng. Nếu các người không phục, cứ việc ra tay. Ta sẽ không làm các người bị thương đâu. Nói xong, hắn liếc nhìn bình cô nương. Hai người thấy hắn ngạo mạn khinh người, đã sớm biến nỗi sợ hãi thành cơn giận dữ, họ quát lớn lao đến tấn công. Lần này hai người ra tay đều dồn toàn lực, bóng trưởng vùng lên, sấm sét nổi lên kinh phong vù vù, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa ập đến, thật sự là uy mãnh khiến người ta kinh hái. Phương Thiên Vân quát, tốt lắm. Thân hình của hắn xoay chuyển, nhanh như chớp. Thoát cái đã đến bên cạnh người áo xám lông mày rậm, mắt to. Hắn nói, người cũng thử đỡ một chiều của ta xem tay phải của hắn chụm hai ngón tay lại như là kiếm điểm vào mạn sườn của đối phương người áo xám giật mình không kịp thu tay hắn bước chân lướt đi nghiêng người né tránh tuy là hắn né tránh nhanh nhưng trên áo vẫn bị ngón tay của phương thiên vân điểm trúng chỉ nghe phầm một tiếng một mảnh áo xám rơi xuống đất phương thiên vân mỉm cười đang định tiếp tục tấn công bỗng nghe thấy tiếng gió sau lưng biết là có người đánh lén hắn vội vàng nghiêng người vút một tiếng thân hình của hắn lắc trái lướt phải như là rồng bay không chỉ né tránh được đoàn tấn công từ phía sau mà còn kỳ lạ lướt đến trước mặt người áo xám kia người áo xám trong lòng chấn động vội vàng đánh ra một trường nào ngờ hắn vừa ra tay đã nghe thấy tiếng cười lạnh phương thiên vân lại xoay người vút một tiếng lao về phía người còn lại thân pháp của hắn nhanh như chớp tuy bình cô nương võ công cao cường nhưng mà cũng không nhìn ra hắn đang sử dụng thân pháp gì, nhất thời ngẩn người ra. Lúc này hai người đã bị Phương Thiên Vân chọc tức đến mức điều mạng, họ thi nhau vùng trường, thi triển hết khả năng, dốc toàn lực tấn công. Ban đầu Phương Thiên Vân chỉ muốn khiến hai người biết khó mở lùi, tránh lãng phí thời gian. Nào ngờ thế công của hai người càng lúc càng mạnh, hắn không khỏi nổi giận, quát lớn một tiếng vàng trời. Thân hình lóe lên, nhanh như chớp hắn hóa thành nhiều bóng người vung trường tấn công hai người kia hai người thấy xung quanh toàn là bóng người của đối phương không khỏi toát mồ hôi lạnh vội vàng vùng trường bảo vệ bản thân sắc mặt cũng trở nên trắng bạch rõ ràng là hai người đều rất là sợ hãi lúc này trong lòng của hai người đều hiểu rõ đối phương vẫn chưa dốc toàn lực nếu mà đối phương thi triển hết khả năng e rằng họ đã mất mạng rồi vì vậy hai người càng đánh càng sợ dần dần chiêu thức cũng chậm lại. Phương Thiên Vân đột nhiên quát lên. Tuyệt kỹ của hai vị, ta đã được lĩnh giáo. Bây giờ, xin mời hai vị thử đỡ mấy chiêu của ta xem. Vừa quát, tay phải của hắn vùng lên. Chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét, trường lực mạnh mẽ như là sóng lớn cuồn cuộn ập đến. Hai người kinh hãi vội vàng lùi lại. Nào ngờ hai người vừa động, bỗng nghe thấy tiếng cười lạnh. Trước mắt bóng đèn lóe lên, cổ tay của hai người đã bị một bàn tay như là gọng kìm khóa chặt. Hai người kinh hãi đang định vung tay lên, bỗng cảm thấy cổ tay tê dại, toàn thân mất hết sức lực. Phương Thiên Vân dùng tốc độ cực nhanh khóa chặt cổ tay của hai người, rồi hề hề cười lạnh, đắc ý nói. Nệ tình các người là phụ mệnh hành sự, ta không làm khó các người. Nếu không, cho dù các người có 10 cái đầu cũng đã mất mạng rồi nói xong hai tay của hắn hất mạnh hai người kia loạng choạng lùi lại năm sáu bước mới đứng vững hai người kinh hãi trước võ công kỳ lạ của phương thiên vân không khỏi bội phục đồng thanh nói võ công của các hạ thật là cao cường chúng tôi bội phục nhưng mà lão mà đầu phía trước cũng không phải là tầm thường mong hai vị cẩn thận cho nói xong họ chấp tay chào phương thiên vân và bình cô nương rồi biến mất sau những tảng đá Phương Thiên Vân cười ngạo nghễ, quay sang nói với Bình Cô Nương. Xem ra, lã mà đầu phía trước chắc chắn là nhân vật khó đối phó. Bình Cô Nương cười, nàng bay đến bên cạnh Phương Thiên Vân nói. Nếu là kẻ tầm thường, trường môn quân luân cũng không cần phải dùng lệnh bài không chữ để mà mời mọi người đến trợ giúp. Phương Thiên Vân cười lớn. Ta muốn xem thử tên ma đầu đó là người phương nào, dựa vào cái gì mà khiến trưởng môn quân luân phải sợ hãi mời cao thủ đến giúp đỡ bỗng nhiên một tiếng cười the thé chói tai vang lên từ xa tuy là tiếng cười không lớn nhưng lại khiến cho người ta kinh hãi phương thiên vân quát lớn một tiếng đi thân hình của hắn bay lên như là cầu vòng vút một tiếng đuổi theo tiếng động bình cô nương nghe thấy tiếng cười the thé chói tai kia biết đối phương đang dùng ma cười câu hồn công để mà uy hiếp tinh thần những người quá mặt có thể thấy võ công của kẻ này đã đạt đến cảnh giới cao thầm thấy phương thiên vân đuổi theo tiếng động nàng cũng bay người lên nhanh như chớp đuổi theo hai người đều có thân pháp cường nhanh sau khi vượt qua một giấy đá trơn nhẫn họ đã đến một con đường hẹp hiểm trở con đường này chỉ rộng khoảng một thước một bên là vách đá dựng đứng cao hơn hai trượng một bên là vực sâu thăm thẳm đừng nói là người nhát gan ngay cả những người có võ công cao cường cũng phải cẩn thận, nếu lỡ rơi xuống vực chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt. Phương Thiên Vân bay đến con đường hẹp không hề dừng lại, sau khi quan sát một lượt, hắn vẫn tiếp tục bay về phía trước. Tuy là trong lòng thầm rất là khâm phục lòng can đảm hơn người của Phương Thiên Vân, nhưng bình cô nương vẫn thầm nghĩ, trên vách đá này đã có mai phục, chẳng phải là đường chết hay sao? Tâm niệm còn chưa dứt, bỗng nghe thấy một tiếng cười thè thé trói tài từ đỉnh vách đá dựng đứng truyền đến. Bình cô nương giật mình, vừa kịp thầm kêu không ổn, đã nghe thấy tiếng quát lạnh lùng. Lũ nhãi rành, dám tự chui đầu vào lưới, Hừ, trách sao ta phải ra tay độc ác. Cùng với tiếng quát, âm ầm một tiếng vang trời, từ đỉnh vách đá bỗng nhiên rơi xuống một tàng đá lớn treo khuất cả bầu trời. Bình cô nương kinh hãi buồn miệng, Phương công tử, mau lùi lại. Thân hình của nàng khẽ động, vút một tiếng, lao xuống vực sâu, rồi hai chân đạp mạnh, lộn ngược người, vút một tiếng, lại bay lên bốn trường. Âm một tiếng nổ lớn, tia lửa bắn tung tóe tàng đá lớn kia tuy là mang theo tiếng gió rít rơi xuống vực sâu. Nhìn tới, bình cô nương kinh hãi, không chỉ không thấy bóng dáng của Phương Thiên Vân đâu, mà con đường hẹp còn xuất hiện một khoảng trống dài hơn 10 trường rõ ràng là Phương Thiên Vân đã bị đánh nát rơi xuống vực sâu cùng với đoạn đường bị sập kia. Bình cô nương hoàng sợ, chân nguyên trong người tan biến, thân hình của nàng rơi thẳng xuống vực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khi mà nàng sắp rơi xuống vực, bỗng nghe thấy tiếng quát lành lành. Nàng vội vàng vận khí, giang hai tay ra, vút một tiếng lại bay lên không trung. Thân hình của nàng bay lên uyển truyền như chim én lượn trên không, vèo vèo lướt nhanh, xoay chuyển như đám mây, rồi lại đáp xuống con đường hẹp. Tuy là đã né tránh được đoàn tấn công bất ngờ, nhưng trên mặt nàng đã lấm tấm mồ hôi. Nàng vừa mới đáp xuống con đường hẹp, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn. Người có bị thương hay không? Bình cô nương giật mình, nhìn theo tiếng nói. Chỉ thấy Phương Thiên Vân, cả người ghim chặt vào vách đá. Dưới chân hắn là một khoảng trống. Nàng không khỏi buột miệng, Phương Công Tử, cẩn thận, con đường dưới chân Huỳnh đã bị đá lớn đánh sập rồi. Vừa dứt lời, đã thấy Phương Thiên Vân vút một tiếng bay ra ngoài. Thân hình lơ lửng trên không trung xoay chuyển, hai tay vung lên như bánh xe, nhanh chóng bay đến con đường hẹp đối diện. Bình cô nương mừng rỡ vận khí, vút một tiếng bay lên trời. Giữa không trung, hai ống tay áo vùng lên như là tiên nữ đang múa. Nàng bay qua đoạn đường bị sập dài hơn 10 trượng, đáp xuống trước mặt Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân thấy nàng thân pháp nhẹ nhàng như chim én, không khỏi khen. Thân pháp thật là tuyệt vời, tại hạ bội phục. Bình cô nương mỉm cười, bỗng nhiên sau mặt của nàng thay đổi nói. Đây là nơi nào, huynh còn tâm trạng đùa giỡn ư, ở mau đi thôi. Thân hình của nàng lóe lên, nhanh như sao băng bay về phía trước. Phương Thiên Vân giận mình, vội vàng đuổi theo, nhanh như chớp hai người vừa đi qua một khúc quanh trên con đường hẹp đã nghe thấy ầm ầm một tiếng nổ vang trời từ đỉnh vách đá lại bịch một tiếng một tảng đá rơi xuống tảng đá này cao 17-18 tám trượng chắn ngang con đường phía trước bình cô nương trong lòng chấn động lạnh lùng nói lũ mà đầu này thật là độc ác bỗng nghe thấy tiếng cười thè thé lũ nhai rành nếu không độc ác sao có thể nhốt chết các người ở đây <laughs> muốn sống sót chỉ còn cách đổ thai kiếp sau. Phương Thiên Vân tức giận, mắt lóe hung quang, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng bi tráng, tiếng thét như là rồng ngầm vang vọng đất trời. Tiếng hét chưa dứt, lại nghe thấy tiếng nói khinh bỉ từ vách đá. Thẳng nhãi, sắp chết đến nơi rồi còn kêu là gì nữa? Nói cho người biết, trừ phi ngươi có thể rời non lớp bể, Hừ, nếu không đừng hỏng sống sót. Phương Thiên Vân tức giận đến mức mắt đỏ hoe, ruột gan như là muốn nát ra. Hắn quát lớn. Lũ ác nhân, nếu ta không đánh các người tan xương nát thịt, ta thề không làm người. Ồ, oh, khẩu khí lớn lắm, sắp chết rồi mà còn mạnh miệng. Phương Thiên Vân tức giận, ngẩng đầu nhìn tàng đá lớn chắn ngang. Hắn đột nhiên quát to, giang hai tay ra bay vút lên trời. Thế bay của hắn nhanh đến mức kinh người, hai tay xoay chuyển kỳ lạ, hắn bay lên cao 6 trượng khi là sắp hết đà tay phải của hắn nhanh như chớp phận một tiếng ghim vào vách đá tay phải ghim vào vách đá thân hình của hắn không hề dừng lại hắn vận khí lộn người một vòng lại tiếp tục bay lên bình cô nương thấy hắn lấy đá làm thang từng bước bay lên tuy trong lòng rất là khâm phục nhưng lại sợ hắn sơ xuất bị lũ ma đầu trên đỉnh núi vách đá làm hại liền quát lên phương công tử cẩn thận đề phòng ma đầu đánh lén. Vừa quát, nàng liền thi triển tuyệt kỹ, nhẹ bước lên mây của sư môn. Vụn một tiếng, bay lên cao bảy trượng, rồi chân phải đều vào mù bàn chân trái, tiếp tục bay lên. Phương Thiên Vân vốn là người thông minh, nghe thấy tiếng quát của bình cô nương, trong lòng lập tức cảnh giác. Thân hình đang bay lên không trung, xoay chuyển, áp sát vào vách đá, bay lên phía bên trái, Bình Cô Nương thấy Phương Thiên Vân áp sát vào vách đá bay lên phía bên trái, trong lòng không khỏi an tâm. Thân hình của nàng khẽ động, nhanh như chớp bay lên phía bên phải. Phương Thiên Vân lấy đá làm thang, sau 5 lần bay lên, hắn chỉ còn cách đỉnh vách đá khoảng độ 2 trượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầy trời sau, một vầng trăng khuyết cũng đang dần lên cao. Liếc mắt nhìn sang, thấy Bình Cô Nương đang áp sát vào vách đá đôi mắt long lanh đang nhìn hắn. Phương Thiên Vân trong lòng chấn động, thầm nghĩ cô nương này không chỉ võ công cao cường, gan dạ hơn người, mà còn rất thông minh, thật sự là khó lường. đang suy nghĩ, bỗng nghe bình cô nương quát bay về phía mình. Phương Thiên Vân không khỏi ngẩn người, thấy bình cô nương dài hiệu, bảo hắn nhanh chóng bay lên, thân hình vươn người, nhanh như chớp bay lên, tốc độ bay lên của hắn cực nhanh khi còn cách đỉnh vách đá mấy thước, thân hình của hắn đột ngột lướt săn phai. Vù một tiếng, vượt qua đỉnh vách đá, đồng thời hai trưởng nhanh như chớp, vù vù liên tiếp đánh ra. Vừa ra tay, mắt hắn liền nhanh chóng quan sát. Chỉ thấy cách đó hải trường ba tên quái nhân mặc áo vàng đang đứng. Ba tên quái nhân này thấy từ dưới vách đá bay lên một bóng người, không khỏi giận mình, vội vàng lùi lại mấy bước. Chỉ trong nháy mắt, nhưng Phương Thiên Vân đã nhanh chóng đáp xuống đỉnh vách đá. Mắt hắn bỗng nhiên lóe lên tia nhìn căm hận, nhìn chằm chằm ba người kia. Ba tên quái nhân mặc áo vàng này đầu gầy trơ xương, mắt diều hầu, tóc tai bù xù, kỳ quái vô cùng. Ngoại trừ một tên đầu dài, miệng rộng, dáng người hơi cao, hai tên còn lại giống hệt nhau, lông mày rậm, mũi to, xấu xí vô cùng. Phương Thiên Vân thấy ba người này, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, trong lòng đã bốc lên cơn giận dữ. Hắn quát lên. Lũ ác nhân, dám đánh lén ta. Hôm nay nếu mà không giết các người, ta thề không làm người. Hắn vừa quát vừa bước tới. Ba người thấy Phương Thiên Vân bay ra từ vách đá, đã biết hắn là người có võ công. Nay lại thấy hắn mắt lóe sát khí, lạnh lùng tiến tới, không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng vận công, tập trung tinh thần, đề cao cảnh giác. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ phía ba người ba người giận mình gần như là đồng thời xoay người vùng trường âm 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 ba tiếng nổ vang lên trường lực mạnh mẽ của ba người đánh vào tàng đá lớn nhìn quanh lại không thấy bóng người thế là ba người không khỏi kinh hãi trong lòng dùng mình ngay khi mà ba người xoay người vừa kinh hãi bỗng nghe thấy tiếng quát lên nâm xuống cùng với tiếng quát, một tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Trên đầu của tên đầu dài, miệng rộng, dáng người cao gầy, đã cắm một thanh kiếm ngắn đầu lâu nhuốm máu. Hắn kêu thảm thiết, máu tươi chảy xuống như suối, ngã xuống. Hai tên còn lại kinh hãi, thầm kêu không ổn. Gần như đồng thời, họ quay người, lùi lại. Nhìn kỹ chỉ thấy bên cạnh chàng trai lạnh lùng kia, đã có thêm một cô gái xinh đẹp đang đứng, mắt lóe lên tia nhìn giận dữ, cô gái này chính là Bình Cô Nương, người đã dùng cốt huyết kiếm giết chết tên đầu dài kia. Sau khi mà nhanh chóng ra tay giết chết một người, nàng liền bay đến bên cạnh Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân thấy nàng xuất hiện, ra tay nhanh chóng chính xác, không khỏi phấn khích. Hắn quát lớn một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh như tên bắn, lao về phía hai tên còn lại. Hắn còn đang trên không trung, hai tay vùng lên, tạo ra hai luồng trường lực mạnh mẽ như là sóng lớn đánh vào đầu hai người kia. Thế tấn công của Phương Thiên Vân bao phủ phạm vi ba trường xung quanh, hận không thể một chiều lấy mạng hai người ngay tại chỗ. Hai người hắn lao đến với tốc độ cực nhanh, trường lực mạnh mẽ, không khỏi kinh hãi, vội vàng xoay người né tránh. Trong lúc né tránh, hai tay bọn họ vung lên, tiếng gió gào thét, mỗi người đánh ra một luồng trường lực mạnh mẽ. Phương Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thu tay lại thân hình đang lơ lửng trên không trung xoay chuyển đã né tránh được trường lực của hai người tay trái vùng lên năm ngón tay xè ra như là móc cầu chụp vào cổ tay phải của một tên tuy tên mặt chim này trong lòng sợ hãi nhưng hắn cũng không phải là tầm thường ngay khi năm ngón tay của phương thiên vân sắp chạm vào cổ tay hắn hắn bỗng nhiên kêu lên một tiếng quái dị tay trái nhanh như chớp vù một tiếng đánh vào ngực của phương thiên vân đồng thời cổ tay phải lật ngược kinh phong như điểm, điểm vào huyệt đan điền của đối phương. Hắn biến chiều nhanh đến mức vô song, khiến bình cô nương cũng phải giận mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tay trái Phương Thiên Vân vừa ra, tay phải của hắn liền bắn ra một luồng kinh phong sắc bén, nghênh chiến. Năm ngón tay đang xòe ra, bỗng nhiên nắm lại, hai ngón tay trò vào giữa trụm lại, điểm vào cổ tay phải của đối phương. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng tên tóc tai bù xù kia đã nhanh như chớp đánh vào lưng Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân nghe thấy tiếng gió sau lưng, biết là có kẻ đánh lén, không khỏi tức giận, quát lớn một tiếng, thân hình của hắn xoay chuyển. Hắn xoay người nhanh đến mức hoa mắt, ngay khi thế tấn công của hai người sắp đánh trúng hắn, Phương Thiên Vân đã kỳ lạ né tránh. Thế là Phương Thiên Vân không khỏi nổi giận, quát lớn, lũ ác nhân, thử đỡ một trường của ta xem vù vù hai trường đánh tới. Trong cơn thịnh nộ, hắn thi triển huyền thiên thiền công. Loại công phu này gập âm hóa dương, gập cương hóa nhu. Không chỉ phá được mọi thứ, nghiền nát đá, mà còn có thể khiến cho đối phương bị thương mà không hề hay biết. Hai người kia vốn là kẻ xảo quyệt, thấy trường lực của hắn mạnh mẽ, kỳ lạ, tự nhiên là không dám đối đầu trực diện. Hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái võ công cao cường đang rình dập. Họ liền lách người né tránh, sau khi né được một trường, hai người lập tức thi triển hết khả năng, tạo ra vô số bóng trường, như gió lạnh ập đến, tấn công vào các yếu huyệt trên người Phương Thiên Vân. Phương Thiên Vân liên tiếp đánh không trúng, tức giận đến mức đỏ hoe mắt. Hắn quát lớn một tiếng, thi triển thân pháp thần long tiềm tung, như là ma quỷ lúc ẩn lúc hiện. Tuy là hai người kia dốc toàn lực tấn công, nhưng vẫn không thể làm hắn bị thương. Thần pháp biến hóa, nhanh như chớp lúc trước lúc sau kỳ lạ vô cùng hai người kia chỉ cảm thấy xung quanh toàn là bóng người không khỏi hoa mắt kinh hãi tuy trong lòng sợ hãi nhưng hai người vẫn không dám lơ là trường lực vẫn cuồn cuộn như sóng lớn vỗ bờ phương thiên vân bỗng nhiên quát lớn thân hình của hắn xoay chuyển hai trường vung ra quét lên trường lực nhanh như chớp mạnh mẽ như sóng những luồng kinh lực liên tiếp ập tới ầm ầm hai tiếng nổ lớn Phương Thiên Vân khẽ rung vai, lùi lại hai bước. Nhưng hai tên quái nhân giống hệt nhau kia lại bị chấn động đến mức khí huyết dâng trào. Loàng tràng lùi lại bảy tám bước, đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã xuống. Hai người không ngờ nội lực của đối phương lại thâm hậu như vậy, không khỏi sợ hãi, mặt mày tái mét, lại lùi thêm mấy bước nữa. Phương Thiên Vân thấy hai người vẻ mặt kinh hãi, liền quát lên. Lũ ác nhân, còn không mau chịu chết, người theo tiếng quát vút một tiếng hắn lao đến tấn công hai trường xoay truyền đột nhiên tung ra chiều ngũ lôi phân thi chiều ngũ lôi phân thi này là tuyệt kỹ trong kinh thiên bát thức ngón tay như móc cầu kinh phong vù vù như là mười thanh kiếm sắc bén tấn công vào đầu của hai người kia hai người kia thấy mười ngón tay của phương thiên vân như kiếm nhanh như chớp giật không khỏi giật mình vội vàng xoay người lùi lại Phương Thiên Vân đã hận hai người này thấu xương, sao có thể dễ dàng để cho họ thoát thân? Thân hình đang lơ lửng trên không trung, đột nhiên hắn xoay ngược lại, biến chiều thành mãn thiên phong vân, đuổi theo một tên. Hắn biến chiều tấn công nhanh như chớp, tên quái nhân kia vừa mới xoay người, đã cảm thấy một luồng lực nặng nề như là bão táp ập xuống đầu. Tên quái nhân không khỏi kinh hãi, thầm kêu hỏng rồi. Hắn cảm thấy ngực đau nhói, còn chưa kịp kêu lên. Bốp một tiếng, đầu đã bị đánh nát, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Phương Thiên Vân đánh trúng một chiều, thân hình không hề dừng lại, hắn xoay người, nhanh như gió lốc lao về phía tên còn lại. Tên mặt xấu xí kia đã sợ đến mức run rẩy, thấy đối phương lao đến với thân pháp biến ảo khôn lường, hắn vội vàng ngửa người ra sau, lùi sát đất. Tuy hắn đã kịp thời né tránh được đoàn tấn công của Phương Thiên Vân, nhưng lại lùi đến mép đá, đang định bám vào vách đá để chạy trốn, bỗng nghe thấy tiếng quát lớn, một luồng lực mạnh mẽ như là sóng lớn mang theo sức mạnh kinh thiên động địa ập đến. Tên quái nhân giật mình, còn chưa kịp nhảy lên, ngực đã bị trường lực của Phương Thiên Vân đánh trúng. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, thân hình tên quái nhân như diều đứt dây, rơi thẳng xuống vực sâu. Trong chớp mắt, ba tên quái nhân xấu xí, miu mô đã mất mạng. Phương Thiên Vân đánh trọng thương hai người, bỗng nhiên cười lạnh, xoay người đi về phía Bình Cô Nương. Nhìn tới, hắn không khỏi giận mình, vội vàng dừng bước. Thì ra trên vách đá đã không còn bóng dáng của Bình Cô Nương. Phương Thiên Vân đưa mắt nhìn quanh, thấy trên một tàng đá nhô ra cách đó 20 trượng, có một bóng người tóc buông xóa đang đứng. Hắn không chút do dự, liền lao tới. Sau khi mà nhảy xuống vách đá, hắn thấy trước mặt lại là một vách đá dài 10 trượng, Hắn liền vòng qua vách đá Nhanh chóng chạy đến Nào ngờ hắn vừa đi qua vách đá Nhìn kỹ một cái không khỏi giận mình Thì ra bóng người trên tàng đá kia Đã biến mất trong mình nháy mắt Phương Thiên Vân không khỏi ngạc nhiên Thầm nghĩ Chuyện gì thế này Chẳng phải bóng người kia là bình cô nương hay sao Bỗng nghe thấy tiếng gió thổi vạt áo sau lưng Hắn quay đầu lại Thấy bóng người lóe lên Bình cô nương đã đến Phương Thiên Vân ngẩn người Vừa rồi cô nương có đứng trên tàng đá kia không? Hắn vừa nói Vừa chỉ vào tàng đá cách đó không xa Bình cô nương ngạc nhiên Không có Huynh phát hiện ra gì sao? Phương Thiên Vân đào mắt Thật là kỳ lạ Vừa rồi ta thấy một bóng người xóa tóc Đứng ở trên tàng đá kia dáng người giống hệt cô nương Nhưng mà khi ta đi vòng qua vách đá Ở bóng người kia đã biến mất Bình cô nương vốn là một người thông minh Nghe hắn nói vậy Biết người xuất hiện kia chắc chắn là có lý do Nàng thản nhiên cười Vừa rồi ta cũng thấy một bóng người Nhưng mà khi ta đuổi theo Bóng người kia đã biến mất Xem ra Ngọc Trụ Phong Đã có không ít võ lâm cao thủ đến đây Nàng chưa nói hết câu Bỗng nhiên phát hiện bên cạnh một tàng đá lớn Có một thi thể nằm đó Trên đầu thi thể đầy máu kia Cắm một thành cốt huyết kiếm Bình cô nương trong lòng chấn động Không ngờ kẻ sử dụng cốt huyết kiếm kia Lại xuất hiện ở ngọc trụ phòng Nàng liền bay đến cạnh thi thể Lúc này Phương Thiên Vân cũng nhìn thấy thi thể kia Hắn cũng bay người đến Chỉ thấy thi thể kia là một lão già khoảng 70 tuổi Chết thảm khốc Không chỉ máu chảy ra từ bảy lỗ Mà ruột gan còn lòi ra ngoài Trên ngực có một lỗ thùng to bằng bàn tay Thật sự là không chịu nổi Phương Thiên Vân nhìn thấy không khỏi nổi giận Đang định lên tiếng Bình cô nương đã giao hiệu bảo hắn im lặng Rồi bay về phía trước Phương Thiên Vân ngẩn người Biết nàng làm vậy chắc là có lý do liền đi theo bình cô nương Chạy về phía trước Bỗng nhiên Một tiếng huyết gió thè thé như là xé đá vang lên Tiếng huyết này trói tai kinh hãi Tuy là hai người võ công cao cường gan dạ Nhưng ở nơi núi rừng hoang vu âm u này Cũng không khỏi giật mình Bình cô nương vội vàng dừng lại, dùng thuật truyền âm nhập mật nói với Phương Thiên Vân. "Xem ra ngọc trụ phòng này đã có không ít ma đầu đến đây, chúng ta hãy tùy cơ ứng biến, không cần thiết thì đừng ra tay." Phương Thiên Vân thấy nàng cẩn thận như vậy, trong lòng hiểu rõ, gật đầu cười. "Ta sẽ nghe theo lời cô nương, nhưng mà nếu ta ra tay, mong cô nương đừng trách." Bình cô nương hơi nhíu mày, bỗng nhiên thân hình của nàng lóe lên, bay về phía tiếng huyết gió phát ra. Sau khi vượt qua một dãy đá lởm chởm, hai người thấy cách đó mấy trục trượng có một đám người đang tụ tập. Nhìn kỹ, chỉ thấy hai bóng người đang giao đấu. Dưới ánh trăng sao, thân hình của họ lúc ẩn lúc hiện, khó phần thắng bại. Bên cạnh nơi giao đấu, hình như là có mấy bóng người đang đứng. Do khoảng cách quá xa, hai người không thể nào nhìn rõ những người đang giao đấu kia là ai. Bình cô nương đảo mắt, dùng thuật trơn âm nhập mật nói phía trước đang có người đánh nhau. Phương Công Tử, cẩn thận. Nàng biết Phương Thiên Vân nóng tính, dặn dò thêm một câu, rồi bay về phía nơi giao đấu. Phương Thiên Vân mỉm cười, thầm nghĩ, cô nương cũng quá nhát gan rồi. Hắn nghĩ vậy, không hề dừng lại. Trong chớp mắt, hai người đã lặng lẽ đến bên cạnh nơi giao đấu, nấp sau một tàng đá. Liếc mắt nhìn, mắt của Phương Thiên Vân bỗng nhiên lóe lên tia nhìn giận dữ. Hắn không nhịn được, hừ lạnh một tiếng.